also important to keep your neck, your head upright. Thân thì phải bảo trì chân chữ, bố phải bảo trì chân chữ. Nếu có tâm sự, nếu chân là mình sẽ xin xem. Tâm sự chân hình quan trả, phụ vật trang chỉ số số. Nếu có phụ vật trang chỉ số số không minh xin, thì cái chân hình quan trả tổ được tư sư, thân thì là chi thú. So we, now we begin your sitting meditation by being mindful of the movement of abdomen or rising, falling. If the movement of abdomen is not clear, then be mindful of identity, sitting. Then be mindful of one touching point, touching. Be mindful of the second touching point, touching. And to go back to the sitting position again, sitting. Touching. Until there's an object that's distinct or dominant arising, then you'll be mindful of the other distinct object. Hiện tại mình khai từ trình chuộc của chân hình quan trá khu vật trang trí số số khu vật trang trí số số không nghĩ gì chân hình quan trá chuộc là sư sư sân hình chi chú sư đang tăng trai quan trá sư sang các chi phần sinh ra tăng trung khu vật trang trí số số sinh sang chân chỉ sư chân hình quan trá mê loại cơ cân hình sẽ sinh sang hiện tại mình khai từ trình chuộc của tăng 20 phần trung đi sang hình chi 放松身和心，闭上眼睛，不要睁开眼睛。